chiến địa nào Tô Đại có thể giải quyết số phận chính trị của Thủ tướng. Với vai trò là quyền Tổng Bí thư, Tô Lâm gần như chiếm thế thượng phong trước Phạm Minh Chính. Tô Lâm đã nắm chắc Bộ Công an và đang tiến hành sắp xếp lại nhân sự của bộ này để chuẩn bị tấn công vào nhóm lãnh đạo được Phạm Minh Chính hậu thuẫn. Đưa Đinh Văn Nơi đến Quảng Ninh để hỗ trợ điều tra đại án IEC tại tỉnh này. Tuy không thể lần ra nơi ở của bà chủ tập đoàn IEC hiện nay tại nước ngoài, nhưng Đinh Văn Nơi cũng như làm được rất nhiều điều, đấy là theo dõi, điều tra và lập hồ sơ đen đối với các lãnh đạo Quảng Ninh, kể cả những người đã về hưu. Điều này rất quan trọng vì từ những hồ sơ này, Tô Lâm có thể ra đòn quan trọng để mà đẩy Phạm Minh Chính ra khỏi chính phủ. Khi ông Chính về làm bí thư tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Xuân Ký được bố trí vị trí chánh văn phòng tỉnh ủy, vị trí được xem là tay hòm chìa khóa của bí thư. Sau đó, ông Chính thuyên chuyển ông Ký về làm bí thư thành ủy Móng Cái. Khi ông Chính về Trung ương làm phó ban tổ chức Trung ương, rồi liên tiếp chức trưởng ban tổ chức, Nguyễn Xuân Ký được Phạm Minh Chính nâng đỡ lên để làm phó chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, sau đó là phó bí thư thường trực, rồi đến bí thư kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Đinh Văn Nơi được giao nhiệm vụ lập hồ sơ đen về Nguyễn Xuân Ký, đặc biệt là giai đoạn 2012-2013, thời gian mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn IC trúng gói thầu Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Giai đoạn đó, Nguyễn Xuân Ký đã tay hòm chìa khóa cho Phạm Minh Chính. Không thể đánh trực tiếp vào bà Nhàn vì bà này đã bỏ trốn, cũng không thể đánh trực tiếp vào Phạm Minh Chính vì hiện nay ông Chính đang là trụ rất cứng. Có thể điểm yếu duy nhất của Phạm Minh Chính là Nguyễn Xuân Ký và Tô Lâm đang nhắm vào nhân vật này. Về phần ông Chính, ông không thể ngăn cản Tô Lâm điều tra Nguyễn Xuân Ký. Cách duy nhất mà ông Chính có thể làm là liên minh với quân đội, bởi chỉ quân đội có cơ quan điều tra và họ đã là nơi duy nhất có thể điều tra ra sai phạm của Tô Lâm. Sai phạm của Tô Lâm thì rất nhiều, trong đó rõ nhất là vụ mobile phone mua AVG. Tuy nhiên, cần phải có cơ quan điều tra làm việc này thì Phạm Minh Chính mới có thể có được vũ khí để mà chống lại Tô Lâm đang rất hùng hăng. Như vậy, để chống lại đòn đánh của Tô Lâm thì Phạm Minh Chính không thể ngồi im và không thể đỡ đòn. Cách duy nhất là lấy tấn công để mà làm phòng thủ. Phạm Minh Chính phải ra đòn hiểm để Tô Lâm thu tay về, đấy là giải pháp duy nhất. Có thể nói Bộ Quốc phòng chính là nơi quyết định cuộc chơi, là nơi mà ông Chính cần phải tranh thủ. Ông Chính cần liên minh với Phan Văn Giang càng sớm càng tốt, bởi chỉ có Phan Văn Giang mới giúp ông Chính điều tra các sai phạm của Tô Lâm. Nhân lúc Tô Lâm chưa chính thức được làm Tổng Bí thư, đồng nghĩa Tô Lâm chưa phải là bí thư quân ủy trung ương, thì ông Giang mới có thể tự do hành động được. Còn để đến khi ông Tô Lâm chính thức đăng đài trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì xem như Tô Lâm là người đứng đầu quân ủy trung ương. Khi đó ông Giang bị vòng kim cô siết chặt, khó mà giúp được ông Chính. Phan Văn Giang cũng đang tìm kiếm tương lai. Hiện nay ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có hai lựa chọn, hoặc là liên kết với Phạm Minh Chính để chống lại Tô Lâm, hoặc là gia nhập nhóm lợi ích của Tô Lâm để mà chia chác quyền lợi. Nếu Phạm Minh Chính chèo kéo được Phan Văn Giang thì Tô Lâm cũng có thể làm được. Bàn cờ chính trị đang nằm trong tay Phan Văn Giang và số phận Phạm Minh Chính cũng nằm trong tay Phan Văn Giang. Hiện nay Tô Lâm đang nhắm vào Phạm Minh Chính, còn ông Thủ tướng sẽ đối phó như thế nào thì thời gian sẽ trả lời. Chúng ta hãy cùng quan sát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin chiến địa nào Tô Lâm có thể giải quyết số phận chính trị của ông Thủ tướng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Trận chung kết trong mơ, Tô Chủ tịch và Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp diễn ra. Vào lúc này, chính trường Việt Nam chỉ còn hai người đủ tiêu chuẩn để trở thành ứng viên cho chức Tổng Bí thư. Đó là Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng đương nhiệm. Đây là cặp đống có quyền và duyên nợ. Cả hai đều là tướng công an dưới thời ông Lê Hồng Anh làm bộ trưởng nên chẳng lạ gì nhau. Tô Lâm bản tính hung hăng, muốn dùng sức mạnh để giải quyết tất cả. Còn Phạm Minh Chính thì thâm trầm hơn,
âm thầm cấu kết những thế lực khác và đợi cơ hội ra tay đánh úp. Tô Lâm không thể coi thường Phạm Minh Chính, và ngược lại, Phạm Minh Chính cũng không thể coi thường Tô Lâm. Trong 3 tháng vừa qua, Tô Lâm đã đánh gục nhiều ứng viên của ghế Tổng Bí Thư, và giờ đây người chủ của chiếc ghế này cũng đã nhắm mắt. Tô Lâm hiện là tạm quyền Tổng Bí Thư. Đây được xem là thắng lợi to lớn của Tô Lâm, nhưng chưa trọn vẹn. Chỉ khi nào Tô Lâm chính thức được bầu làm Tổng Bí Thư, lúc đấy mới xem là thắng lợi hoàn toàn. Một số nguồn tin đáng tin cậy cho Thời báo .d được biết, Bộ Chính trị hiện nay không muốn thừa nhận Tô Lâm là Tổng Bí Thư chính thức. Đã 2 lần Tô Lâm ép Bộ Chính trị phải gật đầu theo ý của ông ta. Lần thứ nhất khi Tô Lâm cho lựa chọn Lương Tam Quang làm Bộ trưởng. Lần thứ nhì là khi ông Tổng Bí Thư vừa mới mất, Tô Lâm đã ép Bộ Chính trị phải công bố ông ta là người tạm quyền Tổng Bí Thư. Dù người tạm quyền Tổng Bí Thư sẽ nắm hết mọi quyền hạn do ông Trọng để lại, nhưng đây là vị trí kém bền và không chính danh. Chỉ khi nào được bầu làm Tổng Bí Thư thì khi đó vị trí Tô Lâm mới vững chắc. Nguyễn Phú Trọng chết đi, Phạm Minh Chính được xem là người đa mưu túc trí nhất tại Bộ Chính trị hiện nay. Ông Chính được đánh giá là tay chơi cờ người rất giỏi. Bằng chứng là dù Tô Lâm có đưa tướng Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh, nhưng vẫn không thể nắm được thóp nhóm đàn em của ông Chính đang là lãnh đạo tại tỉnh này. Chỉ với một lá bài Nguyễn Thị Thanh Nhàn mà Phạm Minh Chính đã khiến cho Tô Lâm trong nhiều năm qua vẫn chưa thể hóa giải bế tắc. Tô Lâm vốn là người đào to bố lớn, tất cả quy về một công thức là dùng bạo lực cách mạng. Cách làm của Tô Lâm ít nhiều có yếu tố bất ngờ, ngược lại Phạm Minh Chính thì im lìm, nhưng ông thường chuẩn bị rất kỹ biện pháp đối phó hoặc phản công. Tô Lâm và Phạm Minh Chính mỗi người có một thế mạnh riêng, tuy nhiên cặp đấu này được đánh giá là ngang tài ngang sức. Sau khi Tô Lâm hạ được Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ, thì Phạm Minh Chính có vẻ như an phận vai trò người về thứ nhì. Tuy nhiên, dù ở thế yếu, dù tỏ vẻ an phận, nhưng nếu ông ta âm thầm phủ được vũ khí bí mật đủ để hạ đối thủ, thì liệu ông Chính có an phận làm người đứng sau hay không? Đây là câu hỏi được đặt ra. Chấp nhận như một đối thủ ngang tài ngang sức tồn tại ngay bên cạnh, điều đó có nghĩa là Tô Lâm tự nuôi cọp trong nhà. Những dấu hiệu gần đây cho thấy Tô Lâm không an tâm khi mà Phạm Minh Chính vẫn đang còn đó. Tứ trụ từ đầu nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026 đã dụng đến 3 người, chỉ còn lại duy nhất có thủ tướng, thậm chí ghế chủ tịch nước còn dụng đến 2 lần. Tất nhiên, việc ông Chính có thể chủ lại cho thấy ông khá mạnh mẽ. Không phải ngẫu nhiên mà ông Chính vẫn tồn tại có bao nhiêu sóng gió của chính trường. Nguyên nhân là do ông nhanh nhạy bắt tay liên minh với Tô Lâm để mà tránh dòng bão đổ vào mình. Tuy nhiên, việc bắt tay liên minh với Tô Lâm chỉ là giải pháp tình thế, tìm kiếm sự an toàn và để tránh trở thành nạn nhân của Tô Lâm như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ. Với người khôn ngoan, biết tiến, biết thoái như Phạm Minh Chính, nếu Tô Lâm không hạ, thì trước sau gì ông cũng bị hạ. Cho nên, Tô Lâm không thể tha cho Phạm Minh Chính nếu Tô Lâm đủ sáng suốt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin Trận chung kết trong mơ, Tô Lâm và Phạm Minh Chính sắp diễn ra. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.